tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, lãnh đạo phòng tổ chức hành chính Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ đơn thư của nhóm cựu học viên tố cáo một số hành vi không chuẩn mực của tiến sĩ LMH, giảng viên của trường. Cụ thể, vào ngày 23 tháng 4, trường nhận được đơn tố cáo về những hành vi trụy lạc, thiếu chuẩn mực của tiến sĩ LMH. Ngày 24 tháng 4, sau khi nhận được đơn tố cáo, trường đã mời ông H lên để xác minh, lắng nghe, trao đổi về sự việc. Hiện nay, quá trình làm rõ đơn tố cáo vẫn đang được tiến hành từng bước, đặc biệt là về việc xác minh hình ảnh và clip liên quan đến đơn tố cáo. Nội dung trong đơn tố cáo tiến sĩ LMH có 3 nội dung. Thứ nhất, những cựu học viên tố cáo tiến sĩ LMH trong quá trình giảng dạy có hành vi vòi vĩnh học viên chi tiền. Thứ hai, bắt học viên đưa đến những quán karaoke có tính đổi trụy. Thứ ba, kèm theo đơn tố cáo là những hình ảnh không lành mạnh của tiến sĩ LMH. Các học viên đề nghị Đại học Huế xác minh, giải quyết và có hình thức xử lý đối với hành vi không lành mạnh của vị tiến sĩ này. Cùng đơn thư tố cáo thì nhóm cựu học viên trường còn gửi kèm một số hình ảnh vị tiến sĩ có hành vi trụy lạc, không mảnh vải trên người trong quán karaoke lãnh đạo phòng tổ chức hành chính trường Đại học Sư phạm Huế nói, quan điểm của trường là không bao che và sẽ xử lý dứt điểm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Hiện công tác xác minh đang được phòng tổ chức hành chính khẩn trương tiến hành. Liên quan đến phản ánh thầy giáo bị tố quấy rối nữ sinh tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đặng Minh Thông đã ký văn bản chỉ đạo xác minh làm rõ và xử lý vụ việc trên. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục Đào tạo khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung vụ việc, đồng thời tổ chức xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quan điểm xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che và không làm đối phó. Cùng đó, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu, công an tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chứng chỉnh toàn diện trong toàn ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác giáo dục đạo đức lối sống trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục. Theo báo cáo ban đầu của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau khi nhận được phản ánh về sự việc thầy giáo HVM Bí thư Đoàn giáo viên thể dục của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn có hành vi thiếu chuẩn mực với nữ sinh lớp 11. Nhà trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Vũng Tàu, Sở tiến hành xác minh từ ban đầu và làm việc cùng các bên liên quan theo quy trình. Tuy nhiên, đây là một vấn đề nhạy cảm, người có đơn thư phản ánh giáo viên có hành vi thiếu chuẩn mực nhưng không cung cấp được minh chứng do đó nhà trường và sở không có cơ sở để xác minh. Từ đó, Sở Giáo dục Đào tạo kiến nghị sự hỗ trợ vào cuộc của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh làm rõ sự việc. Như đã đưa tin trước đó mạng xã hội xôn xao trước đơn kêu cứu của bà DTT, 54 tuổi, trú thành phố Vũng Tàu, phản ánh việc con gái đang học lớp 11 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, bị thầy giáo HVM quấy rối. Theo đơn trình bày, sự việc được con gái bà T kể lại xảy ra khoảng 3 tuần trước. Khi đó, thầy M gọi con gái bà đến hội trường A tại trường và có nhiều hành động thiếu chuẩn mực. Tuy nhiên, qua làm việc với ban giám hiệu trường, các cơ quan chức năng và phụ huynh, thầy giáo mờ khẳng định không có hành vi thiếu chuẩn mực đối với nữ sinh. Theo đó, ông Bùi Thế Dũng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang cho biết, Ủy ban kiểm tra thành ủy Hà Tiên đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng ông NDC, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến. Ông C trước đó bị phụ huynh tố cáo quan hệ với em Y dẫn đến em mang thai. Ông Dũng nói, ông C đã vi phạm đạo đức nhà giáo, làm mất uy tín cá nhân và tập thể trường trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến. Chúng tôi đã họp tri bộ, cho quyết định khai trừ khỏi đảng với ông C. Sắp tới, đơn vị sẽ xử lý về mặt chính quyền cho tương xứng với hình thức bên đảng. Ngoài ra, ông C đã thống nhất với gia đình em Y sẽ sinh con ra, sau đó sẽ đưa đi xét nghiệm ADN. Nếu là con của ông C thì ông này sẽ có trách nhiệm, còn ai nuôi thì do hai bên tự thỏa thuận. Từ đây đến khi xét nghiệm, các chi phí được ông C lo cho nữ sinh Y đến khi sinh con. Theo ông Dũng, ông C hiện tại vẫn còn trong quá trình đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra của công an thành phố Hà Tiên. Ông Dũng nói thêm, trường có quy tắc ứng xử của giáo viên về đạo đức nhà giáo và đã được nhắc nhở rất nhiều nhưng vẫn có giáo viên vi phạm. Ông C có vợ con, nhưng sau câu chuyện này thì tình nghĩa vợ chồng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Trước đó vào tháng 2, mạng xã hội lan truyền lá đơn của bà Trần Thị S, 51 tuổi, thành phố Hà Tiên, phụ huynh của em KI, tố con gái bà bị thầy giáo C dụ dỗ, dù đi nhà nghỉ quan hệ nhiều lần dẫn đến mang thai. Trong đơn tố cáo, bà S nêu rõ, ông C đã nhiều lần điện thoại rủ con gái bà đi uống cà phê trò chuyện, ngày 20 tháng 7 năm 2023. Ông C gọi y đến nhà nghỉ rồi nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ. Ngày 30 tháng 1, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, bà S được con đi xét nghiệm mới phát hiện con có thai hơn 26 tuần. Ngày 23 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối với ông Trần Quý Thanh, sinh năm 1953, cư ngụ tại tỉnh Bình Dương, cùng hai con gái là Trần Uyên Phương, sinh năm 1981 và Trần Ngọc Bích, sinh năm 1984, cùng cư ngụ tại tỉnh Bình Dương. Sau phần thẩm tra tư pháp, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố cáo trạng, theo cáo trạng, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, ông Trần Quý Thanh cùng hai con gái đã cho một số người vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên, việc cho vay không có hợp đồng vay tiền và cầm cố tài sản. Các bị cáo buộc những người vay tiền làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án bất động sản. Cáo trạng xác định ông Thanh và hai con gái đã chiếm đoạt bốn thừa đất tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức của ông Lâm Sơn Hoàng, giá trị 80 tỷ đồng chiếm đoạt hai thửa đất tại phường An Lạc, quận Bình Tân của ông Nguyễn Huy Đông có giá trị 38,8 tỷ đồng, chiếm đoạt 29 thửa đất của ông Nguyễn Văn Trung có giá trị 48 tỷ đồng và chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh hai dự án tại Đồng Nai trị giá hơn 880 tỷ đồng. Tổng số tiền cha con ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt là 1.048 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử về nội dung cáo trạng truy tố có đúng hay không, ông Trần Quý Thanh nói hành vi của ông theo cáo trạng có phần đúng có phần không, bị cáo này khẳng định chấp nhận kết luận của cáo trạng nhưng có một số nội dung cần được làm rõ thêm liên quan đến bị hại Lâm Sơn Hoàng. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trần Quý Thanh nói ông không cho ông Hoàng vay tiền mà là mua 4 thửa đất của ông Hoàng với giá 115 tỷ đồng. Bị cáo Trần Uyên Phương khai không tham gia bản bạc bà chỉ nhận được thông tin ông Hoàng có đất muốn bán, còn cha của bà muốn mua. Bị cáo này khai, chỉ ký hợp đồng sang tên và nhận chuyển nhượng, không trực tiếp đến văn phòng công chứng. Hiện nay, bị cáo Trần Uyên Phương đang đứng tên 4 thửa đất trên, nhưng ông Lâm Sơn Hoàng chưa giao đất. Đối với hành vi chiếm đoạt hai dự án Minh Thành Đồng Nai và Nhân Thành Đồng Nai của bà Đặng Thị Kim Oanh, hội đồng xét xử đặt câu hỏi về việc quy kết của cáo trạng có đúng không. Bị cáo Trần Quý Thanh trả lời chấp nhận quy kết của cáo trạng. Khi hội đồng xét xử đặt câu hỏi, bị cáo cho bà Đặng Thị Kim Oanh vay số tiền 500 tỷ đồng với lãi suất 3% một tháng, quá hạn là 4,5% có đúng không? Sau khi ngần ngừ, bị cáo Thanh trả lời tôi chấp nhận. Ông Nguyễn Hoàng Phú, người môi giới cho bà Oanh gặp ông Thanh, phủ nhận việc môi giới cho vay tiền. Ông Phú khai chỉ giới thiệu cho bà Oanh gặp ông Thanh, một nhà đối tác đầu tư để hợp tác bằng hình thức chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng cổ phần. Ông Phú Khai, theo thỏa thuận, sau khi môi giới, ông sẽ được nhận 5% hoa hồng môi giới trên số tiền nhận của ông Thanh. Bị cáo Trần Uyên Phương cũng xác nhận số tiền 500 tỷ mà bị cáo Thanh cho bà Kim Oanh vay là tiền cá nhân của bị cáo Thanh. Về giao dịch đứng tên chuyển nhượng cổ phần của công ty Minh Thành, bị cáo Phương khai mình đứng tên 50% cổ phần. Bị cáo Trần Ngọc Bích trình bày, nếu hội đồng xét xử cho rằng giao dịch đó là cho vay thì bị cáo thừa nhận sai, bị cáo đồng ý với quy kết của cáo trạng. Bị cáo thừa nhận có ký một hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của công ty Minh Thành. Mới đây mạng xã hội lan truyền hai đoạn video, một video dài 8 giây và một video dài 18 giây, trong đó video 8 giây ghi lại cảnh cháu mẫu giáo bị cô giáo mặc áo đen ép vào góc tường, dùng vật gì đó tác động vào đầu rồi dùng tay có thêm tác động vào mặt cháu. Cháu trai trong clip sợ hãi khóc lớn dùng tay che mặt. Trong video 18 giây, ghi lại cô giáo này có động thái đè cháu xuống sàn, sau đó ngồi lên người cháu và liên tục nhét thức ăn vào miệng, khiến cháu này khóc lớn. Trong clip, nữ giáo viên nói với cháu há miệng ra và nhắc có ăn đàng hoàng không. Sự việc diễn ra trong bối cảnh có nhiều cháu mầm non khác có mặt trong lớp và được một người dùng điện thoại ghi lại. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo Tý Bò nằm trên đường Linh Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Trong sáng ngày 24 tháng 4, công an phường Linh Đông và các đơn vị đã đến lớp mẫu giáo này để lấy lời khai của những người có liên quan và trích xuất dữ liệu camera. Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Linh Đông cho biết. Sáng nay, phường đã mời chủ cơ sở này lên làm việc. Hiện phường đang làm báo cáo gửi về thành phố để đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Phía công an cũng đã vào cuộc điều tra. Bà Loan cho biết thêm, vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 4, cháu trai trong vụ việc cũng đang được đưa đi giám định thương tích. Phía Ủy ban Nhân dân phường sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Phía phòng giáo dục đào tạo thành phố Thủ Đức cho biết cũng đã nắm được thông tin vụ việc, đã đề nghị công an thành phố Thủ Đức vào cuộc xác minh xử lý. Mới đây, ông Lê Thanh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, Công an huyện đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ phụ huynh đến trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình đánh cô giáo. Đoạn clip sau đó được tung lên mạng xã hội. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tân Thạnh, lúc 14 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, cô N, 35 tuổi, giáo viên lớp 1A, tại điểm cây sao thuộc trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình, dùng thước tác động 5 lần vào phía bên tay trái của một học sinh nam. Nguyên nhân là trong giờ toán, học sinh này không chịu làm bài, không chịu giơ tay thực hiện phép tính, không thực hiện cộng trừ theo hướng dẫn của cô N. Sau khi tác động vào tay học sinh bằng thước, cô N cảm thấy có lỗi nên liên lạc nhiều lần với mẹ em này để xin lỗi nhưng phụ huynh không nghe máy. Ngay khi tan trường, cô N đứng ở cổng trường chờ chị gái của nam học sinh để xin lỗi và được người này đồng ý. Tuy nhiên, lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ của nam học sinh bị đánh là bà S cùng hai người khác một nam một nữ đến trụ sở chính của trường tiểu học Trung học cơ sở Tân Bình tấn công cô N. Trước sự chứng kiến của nhiều thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường, cô thể bà S la lớn: "Tại sao cô đánh con tôi rồi bạt tai cô N?" Cô N không phản kháng. Trong lúc đó, hai người đi theo bà S cũng định vừa quay clip vừa xông vào tấn công cô N, nhưng được hiệu trưởng nhà trường và các đồng nghiệp cô N can ngăn. Ngày 6 tháng 4, Ban giám hiệu trường tiểu học trung học cơ sở Tân Bình ra quyết định kỷ luật cô N với hình thức khiển trách và luân chuyển đến trường khác để giảng dạy. Phía phụ huynh của nam học sinh bị đánh yêu cầu cô N phải đến gia đình họ để nói chuyện thì sẽ không truy cứu nữa. Ngày 3 tháng 4, gia đình bà S đã đưa nam sinh hát đến Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán cháu hát bị chấn thương phần mềm, rối loạn tiêu hóa. Đồng thời, gia đình phát hiện cháu hát bị xây sát vùng da vai trái, bàn tay trái, cẳng tay có nhiều vết bầm, hàm trái của cháu sưng đỏ. Bác sĩ đã kê đơn thuốc và cho cháu hát điều trị ngoại trú. Về phía cô N, ngày 8 tháng 4 phải nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và nằm viện. Đến nay, sức khỏe đã tạm ổn. Nam học sinh bị cô N đánh cũng đã đi học lại bình thường. Ông Lê Thanh Đông cho biết thêm, cô N đã cùng đoàn công tác của huyện đến nhà phụ huynh nói trên để làm việc. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh cũng đã có báo cáo toàn bộ vụ việc về Sở Giáo dục Đào tạo Long An. Riêng công an huyện này đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phụ huynh đánh cô giáo N. Sau khi thông tin vụ việc trên được loan truyền, nhiều người cho rằng phụ huynh đánh giáo viên ngay tại trường, dù với bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận được. Một số ý kiến cho rằng về phía nhà trường cũng cần phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cô giáo N.